Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Mô hình trồng sen của chị Doãn Thị Lan ở xã Đình Cao cho hiệu quả kinh tế cao. Phong trào phòng chống rác thải nhựa tại chi hội phụ nữ phố Nguyễn Trãi, thành phố Hưng Yên. Xu hướng trẻ hóa đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác thi tại hai điểm thi là trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân và trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động. Điểm thi trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân có 230 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 3 thí sinh tự do. Trong buổi thi môn ngoại ngữ chiều nay, điểm thi này có 10 phòng thi với 226 thí sinh dự thi môn tiếng Anh và 1 thí sinh dự thi môn tiếng Nhật. Trường Trung học phổ thông Đức Hợp có 335 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6 thí sinh tự do. Trong buổi chiều hôm nay, điểm thi có 334 thí sinh thi môn tiếng Anh. Qua 4 buổi thi, công tác thi tại hai điểm thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kiểm tra tại hai điểm thi, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, biểu dương các thầy cô giáo và cán bộ làm nhiệm vụ thi đã tích cực hoàn thành tốt công việc trong 2 ngày thi vừa qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong buổi thi cuối, các cán bộ làm nhiệm vụ thi cần phát huy tinh thần, trách nhiệm để buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Yêu cầu Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi, cần tạo tâm lý thoải mái để các thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Việc bảo quản đề thi, bài thi và công tác chấm thi cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn, khách quan, trung thực. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 đã tới kiểm tra công tác thực hiện tại một số điểm thi của huyện Ân Thi, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Kiểm tra tại điểm thi Trung học phổ thông Mỹ Hào, Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào, Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Ân Thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế trong những buổi thi tiếp theo. Các điểm thi tiếp tục đảm bảo cơ sở vật chất như quạt mát, nước uống, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng làm công tác đảm bảo an toàn thi phải giữ vững quân số, không bỏ vị trí, đảm bảo nhân lực và camera giám sát phòng chứa đề thi, bài thi 24/24 giờ. Trong ngày thi thứ hai, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn vật lý, hóa học và sinh học. Thời gian thi mỗi môn là 50 phút với hình thức trắc nghiệm. Trong đó có điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Tô Hiệu không có thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian thi là 60 phút. Theo nhận xét của thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình, độ khó không cao bằng năm 2018 nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại thí sinh. Kết thúc ngày thi thứ hai, Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên có 12 thí sinh bỏ thi môn vật lý, 13 thí sinh bỏ thi môn hóa học, môn sinh học vắng 9 thí sinh, môn ngoại ngữ vắng 29 thí sinh. Nhân dịp về dự hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, chiều ngày 25 tháng 6, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo với Bộ trưởng những kết quả nổi bật mà ngành khoa học và công nghệ tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua, trong đó có hơn 150 đề tài, dự án được triển khai thực hiện đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ cần tích cực tham mưu cho tỉnh, xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chủ động phối hợp với các ngành, các lĩnh vực khác trong thực hiện nhiệm vụ. Khoa học công nghệ trong nền kinh tế tri thức phải không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển các ngành công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là vụ thu hoạch hạt sen tận dụng nguồn nguyên liệu đó. Trên 230 hộ chế biến hạt sen trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh sản xuất chế biến hạt sen cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Thành phố Hưng Yên có trên 230 hộ chế biến hạt sen, tập trung ở các xã phường là Hồng Châu, Phương Triều, Hồng Nam, Tân Hưng. Nguồn nguyên liệu ngoài diện tích 70 ha trồng sen trên địa bàn thành phố, các hộ còn nhập nguyên liệu từ miền Nam về để chế biến. Trung bình mỗi cơ sở chế biến từ 10 đến 20 tấn hạt sen một tháng, thu hút từ 15 đến 30 lao động. Nguyên liệu chính là hạt sen khô được chế biến qua các khâu trà vỏ, chặt hạt, thông tâm, sấy khô, phân loại và đóng gói. Hàng năm, sản lượng hạt sen qua chế biến toàn thành phố ước đạt gần 1.000 tấn. Không chỉ được tiêu thụ thị trường trong nước, còn được xuất khẩu đi các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Thời điểm này, trung bình 1 kg hạt sen khô có giá bán từ 150 đến 180.000 đồng 1 kg. Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện Phù Cừ trồng sen quy mô lớn ở các diện tích ruộng trũng, tiêu biểu là gia đình chị Doãn Thị Lan ở xã Đình Cao trồng 25 mẫu sen. Năm 2016, gia đình chị Lan thầu 25 mẫu ruộng trũng để trồng sen. Chị trồng giống sen xanh vì cho năng suất cao, hạt to và đều, được thị trường ưa chuộng. Sen thu hoạch từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, mỗi sào cho thu khoảng 2.000 bông hoa và 80 kg hạt sen tươi. Với giá bán bình quân là 20.000 đồng 10 bông hoa sen và 40.000 đồng trên 1 kg hạt sen tươi, mỗi sào cho thu lãi khoảng 3 triệu đồng. Để tăng thêm hiệu quả, gia đình chị thả thêm cá rô và trạch đồng, trừ mọi chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 500 triệu đồng từ 25 mẫu sen và kết hợp thả cá. Hiện nay, nông dân xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã cơ bản gieo cấy xong lúa mùa, là xã có tiến độ gieo cấy nhanh nhất huyện Tiên Lữ. Năm nay, xã Hưng Đạo có kế hoạch gieo cấy gần 400 ha lúa mùa với các giống lúa chủ yếu là Khang Dân 78, Sơn Lâm 1, Thiên Ưu 8, Nếp Thơm Hưng Yên. Trong đó 60% diện tích gieo thẳng, còn lại là gieo mạ trên nền đất cứng. Đến nay toàn xã đã cơ bản gieo cấy xong 100% diện tích, còn một số chân ruộng trũng đang được bà con khẩn trương hoàn thành để chuyển trọng tâm sang chăm sóc, kích thích lúa bén rễ, ra lá mới, đồng thời chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức tác hại của việc sử dụng túi ni lông và việc xả thải rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Chi hội phụ nữ khu phố Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã có nhiều việc làm thiết thực về chống sử dụng rác thải nhựa. Bà Bùi Thị Oanh, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, làm nghề muối dưa cà đã 20 năm, được tuyên truyền về tác hại của sử dụng túi ni lông và hộp nhựa khi đựng thực phẩm. Năm nay, bà đã chuyển đổi sang sử dụng vại sành và lọ thủy tinh để muối dưa cà thay vì dùng hộp nhựa. Cùng với đó, bà Oanh cũng động viên bà con xung quanh mang bát, hộp thủy tinh khi đi mua dưa cà, không sử dụng túi ni lông hay hộp nhựa. Tôi là coi như là cũng mọi động viên mọi người xung quanh đây là coi như là cứ đến bữa ăn ấy thì mang bát sang mua cho nó tiện và nó sạch. Thế là vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo môi trường. Câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông của khu phố Nguyễn Trãi được thành lập từ hơn chục năm nay và duy trì hoạt động tốt. Ban đầu chỉ có 60 thành viên, đến nay đã có trên 100 thành viên tham gia. Để hạn chế việc sử dụng túi ni lông, 100% hội viên được phát làn và dùng làn đi chợ. Số thực phẩm dùng túi ni lông đựng rất hạn chế. Thực tế cho thấy, một chiếc làn có thể tái sử dụng qua nhiều năm. Bên cạnh đó, các hội viên thực hiện phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình giữa rác hữu cơ và rác vô cơ. Tôi đã vận động chị em phụ nữ là và hội viên trong chi hội là thực hiện đi chợ mang làn cũng hạn chế sử dụng túi ni lon. Vì túi ni lon thì quá trình thì nó phân hủy rất là lâu, cho nên là cứ tích vào như vậy thì nó sẽ trở thành những cái đống rác thải rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường. Từ việc làm nhỏ của mỗi cá nhân đến sự đồng thuận của cả chi hội phụ nữ khu phố, nên việc hạn chế sử dụng túi ni lông và phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình đã giúp cho khu phố Nguyễn Trãi ngày một văn minh, sạch đẹp, là một hành động đẹp trong phong trào chống rác thải nhựa mà cả nước đang phát động thực hiện. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu lần thứ 6, giai đoạn 2014-2019, phương hướng công tác thi đua 2019-2024.
Trong cuộc vận động cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới với phương châm cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng, đã có 310 cán bộ hội viên tự nguyện hiến gần 7.000 mét vuông đất, tự tháo dỡ trên 4.000 mét tường rào, ủng hộ 833 triệu đồng và 2.400 công lao động để làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, hội đã vận động nhiều hội viên có điều kiện giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình tiêu biểu như đồng chí Lâm Duy, hội cựu chiến binh phường Hiến Nam, đồng chí Lê Trung Cần, cựu chiến binh phường Minh Khai, Nguyễn Thị Phượng, Vũ Văn Thắng, phường An Tảo, v.v. Nhằm cổ vũ, động viên và tiếp sức cho hơn 12.400 thí sinh tại 28 điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong các ngày từ 24 đến ngày 27 tháng 6, 10 huyện thành thị đoàn đã tích cực ra quân tình nguyện, giúp các thí sinh tự tin hơn trước khi bước vào phòng thi. Theo đó, tại các điểm thi, tỉnh đoàn đã hỗ trợ 30 thùng nước nhằm tiếp sức cho các tình nguyện viên và thí sinh. Các huyện thành thị đoàn đều chủ động bố trí các tình nguyện viên tại 28 địa điểm trường tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bên cạnh việc hỗ trợ các thí sinh ở xa trong việc di chuyển, tặng nước uống, các tình nguyện viên cũng tích cực hướng dẫn các phụ huynh học sinh đưa con em đi thi, dừng xe đúng nơi quy định, phát các tờ sách báo cho các phụ huynh tranh thủ đọc lúc chờ các thí sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta, lực lượng công an đã phát hiện triệt phá nhiều tụ điểm sử dụng ma túy tập thể tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Điều đáng nói, hiện nay đối tượng sử dụng ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa, đa phần thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, có độ tuổi trung bình từ 18 đến 25. Có cả nam và nữ, số lượng các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong những chuyên án mà lực lượng công an triệt phá gần đây không dừng lại ở một vài đối tượng, mà lên tới con số hàng trăm đối tượng. Phóng sự nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Hiện nay, nhiều loại ma túy mới xuất hiện đã khiến nhiều người trẻ bị lôi cuốn sử dụng. Đi kèm với nó là sự xuất hiện của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh về Hưng Yên tiêu thụ. Để ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, triệt phá thành công hàng chục chuyên án lớn, triệt xóa nhiều tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp, chặt đứt nhiều đường dây buôn bán trái phép các chất ma túy vào địa bàn tỉnh. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt phá thành công 13 vụ án với 18 đối tượng, thu giữ 4,695 gram heroin, trên 4.292 gram ma túy tổng hợp. Trong đó, có nhiều chuyên án mua bán ma túy với số lượng lớn được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh vùng biên về Hưng Yên tiêu thụ. Trong tháng hành động phòng chống ma túy, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá thành công 5 vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa điểm kinh doanh karaoke với gần 200 đối tượng. Các đối tượng sử dụng ma túy có tuổi đời trung bình từ 18 đến 25 tuổi. Điển hình, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành đột kích quán karaoke Bạch Dương ở số 47 đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Phát hiện tại hai phòng hát có 24 thanh niên nam nữ tuổi đời từ 18 đến 25 có biểu hiện phê ma túy, bay lắc điên cuồng. Hầu hết các thanh niên trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hưng Yên. Tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng trên, kết quả cả 24 đối tượng đều dương tính với ma túy. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua thì xuất hiện rất nhiều loại ma túy mới, trong đó có các cái thành phần tiền chất về ma túy, đặc biệt ở các cái quán karaoke, quán bar được các cái giới trẻ hiện nay rất ưa và thích sử dụng. Quá trình đấu tranh đối với loại hình này, tội phạm này thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái cách xử lý. Tình trạng giới trẻ thuê nhà nghỉ, khách sạn và các quán karaoke để sử dụng ma túy là thực trạng đáng báo động. Nếu như trước đây người ta chỉ biết đến ma túy truyền thống như thuốc phiện, heroin, thì hiện nay giới trẻ đang bị cuốn vào cơn lốc với nhiều loại ma túy mới tấn công như ketamin, methamphetamine hay còn gọi là hạt đá, ecstasy hay còn gọi là thuốc lắc, eva, hồng phiến. Chính sự tò mò cùng với lối sống lệch lạc ăn chơi thích thể hiện, thích sành điệu khiến các loại ma túy tổng hợp dễ dàng tiếp cận giới trẻ. Nguy hiểm hơn, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ ma túy tổng hợp không gây nghiện,
nên dễ dàng bị bạn bè lôi kéo dùng thử. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cảnh báo với giới trẻ hiện nay là không nên sử dụng ma túy, dẫn đến những hệ lụy thần kinh suy nhược, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn toàn tỉnh, gây ra những cái vụ án phức tạp liên quan đến về ma túy. Hệ lụy từ sử dụng ma túy là hết sức khôn lường. Khi đã sử dụng ma túy thì người dùng rất dễ mắc nghiện và cuốn vào vòng xoáy của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần có sự chung tay vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nâng cao nhận thức, hiểu đúng về tác hại của ma túy để mỗi người, nhất là giới trẻ, nói không với ma túy. Có như vậy mới loại bỏ được ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Nhằm giúp cho các gia đình có người nghiện hiểu về các phương pháp điều trị, thời gian qua, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã từng bước tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ cho các đối tượng và tránh sự kỳ thị của xã hội. Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Công an các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Yên Mỹ và Công an 8 xã khu vực để thực hiện liên kết về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, việc tổ chức các buổi tư vấn phương pháp điều trị nghiện cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong địa phương tôi thì tiếp cận các con em nói báo cáo các đồng chí là rất phức tạp, phải rất nhức nhối vì con em đã chót dính nghiện rồi. Thực tế có gia đình bây giờ là người ta muốn đi cai nghiện lắm nhưng mà điều kiện kinh tế là không có. Hiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy đang quản lý và điều trị cho 160 học viên. Việc liên kết giữa cơ sở điều trị cai nghiện và các đơn vị lực lượng công an, các gia đình và cộng đồng xã hội để chủ động về công tác phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai. Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trong các trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai là giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả điều trị cho người nghiện ma túy. Hướng về cộng đồng, tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền, để tư vấn, để vận động và hỗ trợ cá nhân gia đình người nghiện lựa chọn các cái phương pháp điều trị nghiện cho thích hợp. Những cái buổi tổ chức, những cái hội nghị tiếp cận cộng đồng này tôi cho rằng rất ý nghĩa và rất sâu sắc. Chương trình này để chúng tôi tháo gỡ khó khăn đến địa phương, đến gia đình và tiếp cận trực tiếp với người nghiện. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội là vấn đề cần thiết không chỉ đối với các cấp ngành có liên quan mà là mối quan tâm của mỗi gia đình, của cộng đồng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí các dị tật tiết niệu sinh dục bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tới dưới 16 tuổi. Việc khám sàng lọc sẽ giúp phát hiện các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục. Các bác sĩ cho biết hiện nay có tới 70% trẻ bị hẹp bao quy đầu. Dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ em thường xuất hiện khi trẻ mới sinh ra và làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này. Đây là dạng dị tật thường diễn biến nhanh, khả năng phục hồi sau phẫu thuật tốt hơn ở người lớn. Vì vậy cần phát hiện sớm để không ảnh hưởng tới khả năng sinh dục của trẻ sau này. Đợt khám sàng lọc lần này có sự hỗ trợ của các chuyên gia tới từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Những dị tật sẽ được các bác sĩ tư vấn xử lý ngay tại bệnh viện. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại hồ điều hòa thuộc công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, bốc mùi nồng nặc do cá chết thối trắng cả mặt hồ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo những người dân sinh sống gần khu vực hồ cho biết, tình trạng nước trong hồ điều hòa ô nhiễm, chuyển màu và bốc mùi xảy ra 2 tuần nay, nhưng hiện tượng cá chết nổi trắng mới diễn ra từ sáng sớm ngày 24 tháng 6. Loại cá chết chủ yếu là cá chép, cá mè. Cá chết trưng phình cộng với nguồn nước ô nhiễm khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống gần khu vực. Trước thực trạng trên, đơn vị liên quan đã phân công người vớt cá nhằm hạn chế tình trạng cá phân hủy trong hồ. Tuy nhiên, để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo vệ hệ sinh thái, đơn vị quản lý hồ cần tăng cường các biện pháp thau rửa nước trong hồ và đặc biệt là một số hộ dân cần nâng cao ý thức không xả thải xuống hồ gây ô nhiễm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại.